sáng rồi còn chưa thì bắt nhờ. Buồn lắm anh không ạ? À? Buồn cái cây kia quá. Cây nào? Cây sáng. Nhìn quen thế, trời ơi, ông này ông lại bán cây này. Rừng nhài gớm đấy. Chút chút à? Đi cẩn thận nhá. Bây giờ lại lên chợ đều chứ. Lên chợ cho vui nhỉ. Đúng rồi. Giờ lại lên chợ đều chứ. Lên cho vui nhỉ. Bây giờ hết cây thôi. Bán mấy cái mai chú thủy hết rồi. Ừ. Bán rẻ thì bay hết ngay. Gì đấy? À đây à? Rồi, bây giờ làm mấy à? Làm thành thành rừng. Quỳnh nhỉ? Mùa này hoa nhài. Chẳng thơm để hoa nhài. Đây hoa. Màn hình tối quá. Vừa đẹp vừa thơm. Nhưng rẻ nha. Cắm cười mà. Cười chơi cái gì? Bao lâu cho nó được một cái bụi này? Quá lâu. Em Lập mang cái nào đi đây? Làm gì à? Cái này. Nếu con này em bảo bác làm gì à? Cái này không biết bao tiền. Không cần nói. Thế không cần nói. Bác cái thơ thì bác nhìn thì còn phải nói nhiều. Chú Huynh ơi. Chú Huynh ơi. 6 triệu à? 8 triệu. Quê mà nhìn mẹ nhìn như thế. Bác sau bác nhớ người. Người nào là người cao nhất ở cái trò này thì bác biết nha. Em nói thật. Còn riêng em bán hàng nhá. Em còn tiếc nữa. Bán tiếp người mua mới được, không phải bán bỏ. Không, bán được 3 triệu. Đâu, 4 triệu đồng, mua 3 triệu. Này đẹp. Bán hàng đâu, 2 triệu. Cái này cũng 5 triệu nhỉ? Tiếc cái kia là cái quê. Tiếc rồi. Này, bác không có cái này. Dáng xa cực kỳ luôn, này. Chú nhìn cây cũng không phải vừa đâu, nói thật. Dáng nó cực sang luôn ạ. Hay đấy, ông nhà chúc mừng. Đẹp trai là bác hay. Tiền ra ngân hàng không phải là 7-8 triệu đâu. Làm sang tiền ra như này không còn gì còn đâu. Được. Nào mẹ cái này. Xong rồi. Đẹp quá luôn, làm cây nhanh xong chứ. Đây tôi mới lấy cái này. Bác trả lấy. Nhà chúng ta làm cây. Quá rồi, bác chuyển lấy cái này. Lúc nào bác đến rồi bảo bác lấy bác trả lời. Cục kia mấy kiểu. Này không thấy lấy đâu. Bảo bác lấy bác lấy được. Đẹp anh ạ. Cây luôn. Cái này nó cực sang luôn. Đúng rồi, nhiều con xe. Lũ con này ngọt luôn. Đấy. 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 Em biếu tất cái hàng này anh cứ đùa chứ con này em bảo anh là nó là điền thì nó khác lại nó còn cụ thằng điền đây là hàng chắc rồi anh biết điền đời đầu nói bố nha mày chú bảnh nhiều chứ quá chứ đừng nói bố điền chú bảnh đấy con hàng này. Để em nhấc cái này nghe tí nhá thứ này chật của nặng quá nặng chứ thì nó là cục nó khác thì cục đá mà nó chả làm con này bán rưỡi đấy bán rưỡi chưa bán cho mày à đây à đây 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 đâu giờ mới xem. Dáng nó sang lắm. Vâng nó rất thật. Mua vậy anh em biết rồi. Cây dáng sang thế. Cây này ngắm mua lại. Chuẩn đấy. À đẹp thì tôi làm ơi. Đẹp trước. Không. Cứ về đi trồng. Đây về trồng đi không có chết mất đấy. Đấy. Nè, các bác hot thích lắm. Quảng cáo như của bên tàu quảng cáo.
cái việc của nó cái lắm đấy. Bảo anh rơi vào đây, nếu không phải ra đây em yếu tất tại không bác chắc là nghĩ là chú bán cho rẻ quá thì nghĩ không phải đi ăn gì. Sao không để một cái làm mẫu cái lá không lên mấy phải, lá không bán cho người thọ người ta nhìn người ta biết quá rồi. Bán hết rồi. Lại mua đấy. Nhanh quá. Đấy, bán đi ạ. Không, đúng đấy. Bố thì bảo nuôi nó lại tí, nó cúc rồi nó trả lại. Cái này mặt này đẹp thật. Mặt này đi đường mắt tinh đời chứ. Đi cả chợ, đây là gọi là một rừng cây chứ không nói chợ cây. Ông chả mua cây nào, ông đến mua cây này của mình. Ông cứ giả vờ, giả vịt đấy. Thọ to đấy. Không giả cân cả điếc ấy, chứ không phải đâu mà thọ to đấy. Đấy, cây xanh rồi kìa. Làm lên trên lành cái áp đấy. Vâng. Đây, đi lạc lắm rồi. Thế đấy, ra cho ông cứ giả cân cả điếc đi, nhưng mà biết chưa thì ông cứ giả cân cả điếc đi. Ôi bỏ qua, quá con hay quá rồi mà. À vàng. Cái bán cái gì đó bán? Cái vàng. Tên bác chủ tí nhá. À đây là xếu. Úi ôi. Đại ca, sáng nay đấy làm vừa vừa làm cục nhai xong. Đúng là chết rồi. Hả? Rồi đang cháu bé hơn con của Tuấn béo năm ngoái. Con Tuấn béo năm ngoái vẫn kết lên. Ra rồi, giờ mới ra đây. Ờ anh vào anh mua cái chậu cái xong rồi ra đây nhá. Rồi rồi. Vali tiền ấy. Vợ bảo là thôi đi ăn cả đây thôi. Đấy. Đi được. Không đi với cái khác là được. Nghe lời vợ. Xíu. Nghe lời vợ là tốt đấy. Xíu nghe nhỉ. Xíu này ba tiền đấy. Này yêu chị ơi. Đây 1 triệu nhỉ. Ok. Xin đỏ nó nào đắt anh ạ. Anh nghe thấy là tạm tạm được rồi. 5 lít. Bạn có tìm hiểu thế. Thế thôi, thôi. Lên lấy 700. Vừa mẹ lại mang cái sung đi bán rồi. Lột quá. Của mẹ to quá rồi. To gì? Lại đụng vào cắt lá của mình rồi. Để nó về nó cắt nha. Không về cũng trồng lóc luôn bây giờ. Về về này con này. Con này nó hết. Vâng. Bán luôn. Alo. Rồi ok. Vâng. Thì vâng, chị chắc các anh Quân biết biết rồi để em ấy các bác. Vâng. Ở Trạch Tiền. Vâng. Mấy đoạn này, mấy sợi Ngô Quyền với lại mấy sợi cái sợi opera biết đấy. Thì em toàn đi mình. Đây nguyên bản rồi. Vâng, được rồi. Là khách đến, là khách đi, cứ mua đi đoạt thôi.
Vâng. Suốt ngày điện thoại. Đấy, ngay suốt chuồng em này. Lại cắt mất lá rồi. Để ơi. Anh thích để lá. Vâng. À đây vẫn là bầu cũ nói đây đúng không? Hay là phải để sắn lên. Không. Bầu cũ. Được rồi, tí nữa ấy nhá, cứ là tí nữa em ra nhá. Đi loanh quanh vào. Cho nợ không? Tại vì vừa mới mua một cây khác nữa đó, bị hụt mất mấy đồng. Cái này cũng vời à? Trả biết bao tiền? Được. Bức xúc ghê. À, xem các bố hot cái. Chơi thôi. Đẹp. Không có đi đâu mà. Sao tham gì vậy bạn? Mang một phát cho nên được luôn.